môn nào bị chung cộng vu oan, được chào đón khắp nơi trên thế giới, người sáng lập được mến yêu ca ngợi, số bằng khen nhận vượt quá 3.000, vì cộng đồng được khỏe mạnh bình an, truyền tâm pháp sáng ngời chân thiện nhẫn, 5 bài tập thật dễ dàng đón nhận, mở mạng xem chẳng mất lấy một đồng. Bạn biết gì về môn pháp luân công khi bạn chẳng có tâm mong tìm hiểu, chỉ nghe qua miệng lưỡi đời đàm tiếu, đã vội vàng phán xét chuyện đúng sai. Trời sinh ra ai chẳng có hai tai, cùng hai mắt và cái đầu thanh tình, giữa thị phi ai là người trầm tĩnh, không dễ dàng bị dư luận giật dây. Bạn bình tâm hãy thong thả ngồi đây, tôi không bảo bạn bước vào tu luyện, điều tôi mang trong mình là tâm nguyện, khuyên mọi người hướng thiện để bình an, niệm chân ngôn trong những lúc nguy nan, bạn hãy thử bởi bạn không hề mất, lời tôi nói từ đáy lòng chân thật, trong tương lai bạn sẽ được tỏ tường.